ấy. Tới cái bộ môn múa lông công là mấy bà trong xóm phái dữ lắm. Con bé nó quét lên, quét xuống xong rồi khều qua, khều lại. Rồi còn khều vòng tròn xung quanh cái mí mắt nữa. Khúc này mà có ông Dưỡng Út kế bên là tôi ngái cho ổng nghe luôn á. Nãy giờ làm quá làm mà chưa có hết topping luôn á. Khúc này là thư giãn cho lỗ tai nè. Chủ yếu là khều 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 ngoài cho mình đã ngứa thôi. Cái khúc này là nghe nó rột 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 mà Dưỡng Út nổi da gà, da cóc hết trơn luôn. Rửa mặt thôi mà con bé nó bồi thêm mấy cái động tác massage ở chỗ gò má nè, xong rồi vuốt lên cái rãnh cười. Biết Dũng phái nhất là gì không? Lúc mà con bé nó bung hai cái ngón tay ra, một cái ở đầu chân mày, một cái ở cuối chân mày như vậy nè.